Rồi em xin chào quý anh chị cô bác. Đó, ngày hôm qua do đưa cái máy lên, đưa số lên mà nó máy nó gù bóp quá, nó không lên được nha anh chị. Đó. Rồi bây giờ em đưa tiếp cái đài Quảng Ngãi nha anh chị. 30 tháng 9. Đây. Đó, 30 tháng 9 nha anh chị. Thứ bảy 30 tháng 9 Quảng Ngãi. Tóm tư nè. 52 nè. 63 nè. À mua số ạ. Để coi số nào lấy đi. 71. À, 71. Tóm 10. Còn lấy số nào lấy? 93. 01. Ơn lái tờ nào thì chỉ rồi lái cho không được đó à, còn ơn là tự lái cho nó hay à. Rồi Quảng Ngãi nè, đây phải không à, một tờ đây rồi, thấy không, tờ khó nữa nghe, tờ hậu nó nhiều à. Quảng Ngãi quê mình chăm nhớ ngọn thương đây đó. Rồi 99. Ý cái đây một tờ nha, tờ. Tờ cái này một tờ này, 52. À. 52 là tiền á, có lượm tiền không? Thấy tiền gì không? Cái đây một cái tờ mà. Số giống nó đẹp á, số đẹp bình thường nó ra đặc biệt ngang đâu coi. Tóm thì số em đặc biệt thường hay ra lắm nghe. Số qua luôn đẹp. Số đẹp á. Số đặc biệt mà thường hay roi vậy lắm nghe. Số qua bên nay số hơn ở trước thì tướng hôm nay nước doa đồ tráng này son này dễ trúng số lắm nghe. Doa tráng này tham son này làm dễ trúng số thiệt. Số này đẹp mà số vui. Này số hòn tóm số đẹp, số hòn tóm số đẹp thường hay ro ngang mấy màn đau gió xe con với xe má toàn đau gió là số hòn tóm không ngang ở tóm rồi ngang ở thường hay ro ừ bỏ vô cái đó luôn à, coi chừng nó giật cái đầu ngang, giật cái điện thoại cái giật luôn, giật cái bóng tẩy à đó xe à. Đó. Rồi mình đang quay số cho anh chị mình xem thì có một em HG mua 3 tà có mơ đó. Rồi và tiếp tục nha anh chị, số 99 16 03 62 43 35 34 35 39 43 62 07 93 40 81 499 229 rồi 66 52 84 477 49 917 91712 31349 số đẹp lắm. Vừa số tóm 2 tóm 3 tóm này số không đẹp nè. 49 39 số đẹp.
Dạ anh chị. À, em thích số 49 43 đó. Với số 28 28 38 đây. À. Còn bên cái đài đất 5 đây thì em thích cái số 31349 này. 31349. Số này đẹp, 31349. Số đó có lý. Rồi, cảm ơn quý anh chị xem video của em. Chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài. Đó, anh chị ở khu vực này muốn mua vé số thì đến đây mua nha anh chị. Đó. Rồi, cảm ơn quý anh chị cô bác rất nhiều đã xem video của em. Chúc anh chị may mắn. Đó, anh chị ở khu vực nào đi ngon qua quốc lộ 24B mua vé số nha anh chị. Còn anh chị nào muốn mua vé số thì cứ vô cái bộ Zalo với em. Đó thì anh chị em giữ vé số lại anh chị ngon qua lái nha anh chị. Giữ vé số lại cho anh chị đi ngon qua lái. Đó, điện cho em. Biết chừng rồi em giữ số lại cho đi ngon qua đây lái thôi nha anh chị. Đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha. Chúc anh chị chiều nay có những con số đúng nhiều vô lô vô nhiều số. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều.